đối với dự án phát triển nhà ở thương mại chỉ có 7 dự án được hoàn thành, được cấp phép mới 15 dự án. Số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào thị trường quý 2 năm 2023 chỉ có 51 dự án, lần lượt bằng 29,17%, bằng 51,72% so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 63,75% so với quý 2 năm ngoái. Đáng chú ý, mặc dù nguồn cung giảm sút mạnh, nhưng số lượng giao dịch cũng không mấy khả quan. Cụ thể, theo số liệu tổng hợp, từ 58 trên 63 sở xây dựng của các địa phương, trong quý 2 năm 2023 có 96.977 giao dịch thành công, trong đó lượng giao dịch chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền.